Xin chào mừng bà con nông dân cùng quý khán giả đang đến với chương trình truyền hình Sức mạnh sinh học. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài truyền hình Vĩnh Long và Công ty Tân Thành. Thưa bà con nông dân, thời gian qua, khi nhắc đến sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, thì các nhà khoa học thường hay nhắc đến một cụm từ có liên quan đến hai chữ sinh học. Không biết là bà con có nhớ những cái cụm từ đó hay không ạ? Ví dụ như là phân bón sinh học nè, thuốc trừ bệnh sinh học nè, thuốc trừ sâu sinh học nè, vân vân. Vậy thì vì sao khi mà nói đến sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, người ta hay nhắc đến những cái cụm từ, những cái dòng sản phẩm có liên quan đến sinh học như vậy, và làm thế nào để phát huy được tất cả những ưu điểm của dòng sản phẩm sinh học này? Thì tất cả những nội dung đó sẽ được thực hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp Sức mạnh sinh học, được thực hiện bởi Đài truyền hình Vĩnh Long và Công ty Tân Thành. Và ngay trong chương trình kỳ đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng tập trung để tìm hiểu về chủ đề sức mạnh sinh học, mầm mạnh lúa khỏe. Ngọc Hoa xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia giao lưu trực tiếp với bà con nông dân trong chương trình hôm nay, đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng Đại học Cần Thơ. Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Kỹ sư Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật của Công ty Tân Thành. Còn có lẽ do thời lượng của chương trình trực tiếp rất là ngắn, chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ thôi, chính vì vậy mà Ngọc Hoa sẽ dành thời gian để đi vào nội dung chính của chương trình. Trước hết thì Ngọc Hoa có một câu hỏi xin được hỏi giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, ngay từ khi Ngọc Hoa biết được giáo sư thì đã biết là giáo sư có một thời gian rất là dài là một nhà khoa học gắn bó gần như cả cuộc đời mình cho sản xuất nông nghiệp nói chung ở đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là cây lúa. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, giáo sư có thể cho biết là cái nhận định của mình như thế nào về xu hướng phát triển của những cái dòng sản phẩm sinh học trong vấn đề đẩy mạnh thâm canh tăng vụ sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long ạ? Thì cô Ngọc Hoa và bà con cũng biết đó, là khi mà mình đẩy mạnh cái việc thâm canh tăng vụ để đảm bảo cái lương thực thì sâu bệnh nó cũng nhiều hơn. Thì trong cái quá trình mà trị sâu bệnh như vậy thì nó cũng nảy ra nhiều cái vấn đề. Thì chắc chắn rồi, như cô Ngọc Hoa cũng biết là khi mà mình nghe ở ngoài xã hội có cái lời khuyên gì thì chắc chắn rằng nó có vấn đề rồi đó. Chẳng hạn như khuyên nói rằng là sản xuất ra cái sản phẩm mà an toàn đi, tức là có cái gì đó làm cho nó là sản phẩm không an toàn rồi. Rồi khuyên như vậy là sản xuất làm sao cho cái môi trường bền vững, tức là như vậy là cái môi trường đã bị tổn thương trong cái quá trình sản xuất này rồi, nên mới có cái lời khuyên làm sao mà sản xuất cho nó bền vững. Không thôi là nói là bây giờ bà con nông dân mình á phải làm sao, nghĩa là cái bảo hộ lao động cho thật tốt, tức trong quá trình nghĩa là phòng trị bệnh, sử dụng hóa chất này kia đó, thì như vậy chứng tỏ rằng nó đã có vấn đề trong cái vấn đề sức khỏe của bà con nông dân. Thì như vậy rõ ràng rằng là bây giờ chúng ta sản xuất để ra được cái sản phẩm để nuôi sống con người, thì bây giờ những cái người mà sử dụng sản phẩm đó cũng như cái người sản xuất ra sản phẩm đó phải tuổi thọ tốt hơn chứ, phải được an toàn tốt hơn, phải có sức khỏe hơn chứ. Rồi cái môi trường sống á, bởi vì mình á phải làm sao sản xuất ra không phải là cho để cho đời mình ăn không, mà cũng phải giữ cái tài nguyên đó cho cái thế hệ mai sau nữa. Thì cái gọi là cái sản phẩm mà cái chế phẩm mà sinh học để tham gia vào trong cái gọi là cái sản xuất, nhất là sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đó, thì nó đáp ứng được cái này. Có nghĩa là cái chất độc ở trong cái chế phẩm sinh học á, thì nó ít độc hơn hoặc là nó không độc. Thì như vậy thì cái người mà nông dân mà sử dụng những cái chế phẩm đó để mà phục vụ cho cái sản xuất đó thì ít bị tổn thương, rồi môi trường ít bị tổn thương, rồi người tiêu dùng cũng là ít bị tổn thương, và đồng thời cái chế phẩm sinh học á, cái sự lưu tồn của nó ở ngoài môi trường cũng như là trên cái sản phẩm nó cũng ngắn hơn, hoặc là cái lưu tồn của nó, cái độc chất nó cũng không có hại. Mình có thể hiểu năm nay là cái mảnh đất của mình cũng ít bị tổn thương. Dạ đúng rồi, thành thử ra cô Hoa hỏi bây giờ cái xu hướng thì tôi nghĩ rằng có lẽ là cái xu hướng này không phải là ở mình không, mà cái xu hướng của cả cái thế giới. Cái người tiêu dùng bây giờ người ta cũng đòi hỏi cái sản xuất nó phải như vậy, thì người ta mới yên tâm để mà sử dụng cái sản phẩm của mình. Xin cảm ơn những ý kiến vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa bà con nông dân, những cái sản phẩm sinh học, những cái chế phẩm sinh học thật ra thì nó cũng không có xa lạ gì lắm với bà con nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì những cái chế phẩm này đã từng được Công ty Tân Thành nhắc đến rất nhiều trong một chương trình khá là quen thuộc, rất là thân quen, và là một địa chỉ đáng tin cậy của bà con nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Không biết bà con nông dân còn nhớ chương trình
trình gì không ạ? Vâng, Ngọc Hoa đã nghe được một bà con nông dân nhắc đúng cái tên rồi đó, chương trình Kế Hay Nông Nghiệp. Vậy thì nhân sự có mặt của trưởng phòng kỹ thuật của công ty Tân Thành trong chương trình đầu tiên ngày hôm nay, thì Ngọc Hoa rất là muốn nghe kỹ sư có thể cho biết là không biết lồng ghép vào cái chương trình truyền hình trực tiếp Sức Mạnh Sinh Học được phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Tân Thành ngày hôm nay, cũng như là những chương trình kế tiếp sau đây, thì không biết là công ty Tân Thành muốn lồng ghép vào đó là thông điệp gì để gửi đến cho bà con nông dân ạ? Kính thưa bà con cùng khán giả xem đài, cái thông điệp mà công ty Tân Thành muốn gửi đến bà con đó là sức mạnh sinh học là có thật. Là bởi vì thông thường đó là khi đi xuống với bà con trong quá trình làm ruộng thì chúng tôi nhận thấy là bà con cảm nhận được cái thuốc sinh học hay là các cái chế phẩm sinh học với lại cái thuốc nam mà uống trên người là bà con nghĩ nó giống như nhau, cho nên bà con thấy là tác động của nó từ từ, nó chậm. Ít có ai nghĩ là sinh học nó có cái tác dụng mạnh mẽ lắm. Cho nên là thông qua chương trình truyền hình trực tiếp Sức Mạnh Sinh Học, chúng tôi cùng những nhà khoa học sẽ giúp bà con là có được những cái điều sau đây. Thứ nhất là sẽ giúp bà con là thấy được cái tác dụng là cái lợi ích của các cái sản phẩm sinh học mang lại. Đồng thời là giúp bà con là hướng dẫn bà con làm sao để sử dụng các cái sản phẩm sinh học một cách hiệu quả. Và một điều nữa đó là chỉ ra được cho bà con là khi nào thì cần can thiệp bằng cái thuốc hóa học để mà sử dụng đồng bộ giữa cái hóa học và sinh học, đảm bảo một cái lợi ích lâu dài, đảm bảo một cái hiệu quả mà nó an toàn cho mọi người, và nó đảm bảo được vừa hiệu quả mà vừa an toàn cho chúng ta trong cái thời gian dài hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của kỹ sư Trần Thị Bích Trân. Như vậy là chúng ta đã biết được thông điệp mà chương trình Sức Mạnh Sinh Học chuyển đến cho bà con nông dân là gì rồi. Còn ngay bây giờ thì có lẽ Ngọc Hoa sẽ mời bà con đi vào nội dung chính, mà chủ yếu đây cũng là một cái vấn đề mà bà con nông dân trong khắp các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang rất là quan tâm. Ngay ở cái vụ hè thu này, một cái vụ mùa mà được xem là diễn ra trong những điều kiện thời tiết rất là khắc nghiệt, bà con nông dân đang quan tâm không biết làm thế nào để cho hạt lúa của mình nảy mầm chắc và tạo ra một đồng ruộng khỏe mạnh ngay từ đầu vụ. Và trước khi trao đổi về nội dung này thì có lẽ chúng tôi xin được chuyển đến bà con nông dân mấy ghi nhận của nhóm thực hiện chương trình về một số đặc điểm đáng lưu ý ngay từ đầu vụ hè thu năm nay. Theo Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, hiện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống hơn 330.000 hecta lúa hè thu 2013. Từ nay đến cuối tháng 3 năm 2013 sẽ là cao điểm xuống giống lúa hè thu tại nhiều địa phương trong khu vực. Một diễn biến đáng chú ý là đến thời điểm giữa tháng 3 năm 2013, đã có hàng ngàn hecta lúa hè thu sớm ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu bị ảnh hưởng bởi khô hạn hoặc do nước mặn xâm nhập. Nguyên nhân do lũ không xuất hiện trong năm 2012, nguồn nước ngọt từ thượng nguồn đổ về quá ít, nước mặn xuất hiện sớm và lấn sâu vào nội đồng, cộng với thời tiết nắng gay gắt, ẩm độ không khí thấp nên đã làm cho một số diện tích bị thiếu nước nghiêm trọng. Lo nhất là giống, thứ nhì nữa là đất nó bị khô, nếu mà dũng thì nó bị phèn, bị ngộ độc không cơ đó, tức nó dễ chết, rồi thậm chí xả lại luôn. Khô rồi nước cứ vô rồi nó xì phèn lên rồi nó còi cọc cây lúa, nó không có phát triển cây lúa được. Thì vụ đầu hè thu này lúa nó bị nắng nóng quá, đất khô, cái rễ nó sẽ không bám xuống được, rễ nó sẽ nằm khơi ở trên, tại mùa nắng nóng mà nó không bén rễ xuống được thì nó sẽ không phát triển. Trước những yếu tố bất lợi trên thì vấn đề làm thế nào để hạt lúa giống nảy mầm tốt, cây lúa tăng khả năng chống chịu, vượt qua những khó khăn trong giai đoạn mới xuống giống luôn được bà con nông dân quan tâm. Tôi á thì tôi làm hàng năm thì tôi mua giống nguyên chủng về tôi để nhân giống, là để thành cấp giống xác nhận cho nó thuần khiết hơn, là cho có độ nảy mầm mạnh để không bị lẫn tạp. Chính vì vậy cho nên là cây lúa nó khỏe mạnh hơn. Ngâm giống trung bình là 24, có thể là 36 tiếng, mà trung bình em ngâm 24 tiếng. Là bắt đầu em ngâm với axit, rồi em ngâm xong 24 tiếng, rồi em rửa chua em xả khô ra, em ủ cho lúc là nó nứt đều lên, bắt đầu em khoảng chừng 12 tiếng sau nữa em xử lý thuốc natri,
xử lý thuốc nát ti xong rồi 12 giờ sau nữa bắt đầu em đưa ra em xạ. Thì nó rất là hiệu quả cho cái giống của chúng ta vụ hè thu này. Diễn biến ở thời điểm hiện tại cho thấy trong vụ hè thu năm 2013, bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu nước tưới dẫn đến cây lúa dễ bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ, phát triển kém. Do đó, cây lúa cần có sức sống mạnh mẽ hơn để vượt qua những yếu tố bất lợi ngay từ khi xuống giống. Qua ghi nhận vừa rồi thì không chỉ là bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long không thôi, mà ngay cả những người quan tâm đến sản xuất nông nghiệp đều phải cảm thông cho nỗi khó khăn, cái nỗi cực khổ của bà con nông dân ở vụ hè thu này. Vậy thì trong cái bối cảnh mà tình trạng khô hạn kéo dài như thế, đất thì gần như nứt nẻ như thế, thì không biết là thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm có cái điều gì muốn tư vấn cho bà con nông dân trong vấn đề xử lý hạt giống như thế nào để hạt giống thực sự khỏe mạnh hay không ạ? Dạ, kính thưa bà con, kính thưa quý khán giả xem đài. Thì đúng là khi mà chúng ta sản xuất trong cái điều kiện vụ lúa hè thu thì thường chúng ta gặp rất nhiều cái yếu tố bất lợi. Một là do cái điều kiện thời tiết thì nắng nóng, ruộng có khả năng bị khô hạn. Còn đất đai của chúng ta thì dễ bị xì phèn, rồi có thể bị xâm nhập mặn và có khả năng là ngộ độc hữu cơ nữa, vân vân. Do đó thì ngoài cái việc mà chúng ta chuẩn bị đất cho thật kỹ, vệ sinh đồng ruộng rồi trang bằng mặt ruộng, cày để chúng ta thải bỏ những cái chất độc, thì cái vấn đề chuẩn bị giống là một cái khâu cũng rất là quan trọng để giúp cho cái cây lúa chúng ta sau này là nó có khả năng là chống chịu được với những cái điều kiện bất lợi mà chúng ta đã nêu. Thì đối với giống đó thì đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị được cái giống từ cái ruộng mà nó sản xuất giống đạt cái chất lượng, tốt nhất là chúng ta nên chọn giống xác nhận. Và cái giống lúa này đó thì nó phải sạch, nó không có bị bệnh. Thứ hai nữa là chúng ta phải làm sao cho hạt giống nảy mầm tốt. Thì để mà giống nảy mầm tốt đó, thì nếu mà giống ta mới thu hoạch đó, thì chúng ta phải phá miên trạng. Thì hiện nay cái cách phá miên trạng thì chắc bà con chúng ta cũng quá quen rồi, chúng ta xử lý bằng cái axit nitric. Và một cái biện pháp nữa là chúng ta có thể sử dụng một số cái nhóm hóa chất để chúng ta gọi là kích hoạt hoặc là tăng cường cái sức chống chịu cho cây lúa ngay từ đầu. Thì chúng ta có thể sử dụng một số cái nhóm hóa chất để chúng ta ngâm rồi chúng ta ủ, và sau đó thì chúng ta gieo xạ và tiếp tục cái quá trình gọi là chúng ta chăm sóc bảo quản làm sao cho cây lúa nó phát triển tốt và nó chống chịu với những cái điều kiện thời tiết bất lợi trong cái vụ lúa hè thu. Dạ. Xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm. Thưa kỹ sư Trần Thị Bích Trân, chương trình ngày hôm nay là chúng ta đang nói đến sức mạnh sinh học. Vậy thì không biết là sức mạnh sinh học mà đặc biệt là những dòng sản phẩm của công ty Tân Thành có cái giải pháp gì giúp cho bà con nông dân trong vấn đề xử lý hạt giống để hạt giống thực sự là khỏe mạnh hay không ạ? Kính thưa bà con cùng khán giả xem đài, thì như tôi nói ban đầu đó thì bà con thường thì chưa có nhận ra được cái sức mạnh sinh học, thì ngay sau đây tôi sẽ chỉ ra cho chúng ta được là sức mạnh sinh học khi mà chúng ta tác động như vậy thì nó sẽ nằm ở chỗ nào, và cái thứ hai nữa là giúp bà con nhận ra được cái lợi ích khi chúng ta tác động đúng cái sức mạnh sinh học vào cái giai đoạn này, và cái điều thứ ba nữa đó là cái lợi ích đó thì nó sẽ giúp được cho chúng ta ở cái vấn đề cái về sau đó là cái gì. Tôi muốn giới thiệu đến bà con cái sản phẩm Latti để giúp cường lực cho hạt giống. Như chỗ thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm có nói là ở giai đoạn này thì nếu mà chúng ta sử dụng cái Latti ở giai đoạn mà lúa chúng ta đã nứt nanh, thì Latti với cái cơ chế là nó giúp tăng trưởng cái tế bào vào cái phần non. Mà ở giai đoạn cái lúa nứt nanh thì cái phần non nhất đó là cái phần mầm và rễ. Đó, nó là nó tác động vào cái phần đó. Latti sẽ tác động sau 12 giờ chúng ta xử lý. Như vậy là tác động ngay phần non. Rồi như vậy là cái lợi ích của cái chuyện là tác động mà tăng trưởng cái phần mầm và rễ ra dài như vậy thì nó có lợi ích gì? Thì bà con biết là cái mầm và rễ khi chúng ta gieo xạ xuống thì cái mầm là cái bộ phận mà cây sẽ quang hợp. Từ cái sự quang hợp này nó mới sử dụng được các cái chất dinh dưỡng ở trong cái hạt lúa lúc bấy giờ để nuôi cái cây. Và cái rễ nó cần dài và cần bám đất liền để cố định, để sau khi hết cái lượng dinh dưỡng trong hạt lúa thì nó phải bắt đầu sống tự lập. Đó, thì cái chuyện mà cái chúng ta tác động như vậy thì nó sẽ mang lại cái giai đoạn này là cho cái lúa nảy mầm mạnh. Và đồng thời nữa là cái cách xử lý như thế nào. Như vậy thì cái cách xử lý rất là đơn giản, như bà con thấy là lúc nãy các anh nông dân có nói là chúng ta chỉ ngâm lúa sau rồi chúng ta cần cái xử lý. Thì bình thường là bằng cách ngâm nào đi nữa thì cây lúa của chúng ta, cái hạt lúa cũng phải qua cái giai đoạn nứt nanh. Lúc đó thì bà con xử lý Latti bằng cách là pha 2C thuốc
cho một cái lít nước rồi chúng ta để vào cái thùng giò chúng ta tưới lên, hoặc là chúng ta trải ra rồi chúng ta dùng bình phun chúng ta phun. Và chỉ cần sau 4 giờ đồng hồ là cái lượng thuốc đã thấm 85%, và sau 6 giờ đồng hồ thì cái lượng thuốc đã thấm được 100% và đảm bảo được cái hiệu quả tối đa để cái hạt lúa chúng ta nảy mầm mạnh, vượt qua các cái điều kiện bất lợi. Yeah, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của kỹ sư Trần Thị Bích Trân. Như vậy là chúng ta đã nghe được hai ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm và ý kiến của kỹ sư Trần Thị Bích Trân trong cái giải pháp làm thế nào để xử lý hạt giống một cách là nảy mầm khỏe mạnh nhất. Tuy nhiên Ngọc Qua cũng xin được hỏi là bà con nông dân ạ, phải chăng để cho đồng ruộng của mình khỏe mạnh ngay từ đầu vụ thì chỉ có một cái giải pháp là làm cho hạt lúa nảy mầm khỏe mạnh thôi không thôi? Không biết bà con nông dân còn biết được là một cái yếu tố nào nữa để làm cho đồng ruộng của chúng ta khỏe mạnh ngay từ đầu vụ hay không ạ? Dạ, xin được nghe ý kiến của anh ạ. Anh giơ tay lên ngay từ đầu. Kính thưa quý nhà khoa học và kính thưa giáo sư tiến sĩ bảo vệ, tôi tên là Trần Văn Đờn, ở huyện Cần Đỏ. Tôi xin hỏi nhà khoa học như sau. Theo tôi là đất bằng khoảng mà đất bằng khoảng mà nó đem lại nguồn ít là như sau. Như mà tôi theo tôi á, nếu mà đất không được bằng phẳng thì là hay bị thiếu nước và xì phèn. Nếu giống có mạnh, dù giống có mạnh bao nhiêu thì cũng bị hao hụt. Vậy tôi xin hỏi nhà khoa học, vậy có cách thức nào để làm cho rõ để nông dân làm theo? Xin chân thành và cảm ơn nhà khoa học. Yeah. Ý kiến của anh thì là nếu mà hạt giống có khỏe mạnh đi nữa nhưng mà đất á, mà không có mình không làm kỹ không tốt á, thì nó cũng chưa chắc là đồng ruộng khỏe mạnh, đúng không ạ? Dạ. Ý kiến này thì không biết là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dệ có đồng ý hay không ạ? Giáo sư cười thì Ngọc Quang nghĩ là chắc là đã đồng ý một phần rồi, đúng không ạ? Bởi vì anh Đờn có đưa ra bây giờ tôi dí mình làm cho cái hột giống nó tốt, giống như cái đó là một cái hột giống mà coi như là nó có một cái hột giống anh hùng gì đó, mà người ta có cái câu như thế này, và tôi nhớ không lầm ông Phan Bội Châu cũng có nói: dí phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Thì bây giờ anh có hột giống tốt mà anh không dám thách thức với cái môi trường phèn mặn với hạn hán thì làm sao mà thấy nó phát huy tác dụng của cái gọi là cái sức khỏe của nó được. Nhưng mà tôi nói thì nói chơi vậy thôi, chứ còn cô Ba với bà con biết đó, muốn mà cho cái cây lúa của mình khỏe mà ngay từ đầu vụ thì đấy là cái tiền đề, mà tiền đề để có cái năng suất cao sau này đó, thì tôi nói là ba yếu tố. Thì nãy giờ đó là chỗ thạc sĩ Liêm với cô Trân cũng đã có đưa ra một, có nghĩa là cái cơ địa của bản thân của hột giống là phải khỏe trước. Khỏe trước. Vậy dạ. Như vậy là từ cái việc chọn giống xác nhận như thạc sĩ Liêm nói, rồi chúng ta cường sức thêm cho cái hạt giống, rồi mình chọn những cái giống tốt vân vân, thì cái đó là một được một vế rồi. Thì cái đó là cái tiền đề thứ nhất. Còn cái thứ hai là anh nói đó, hột giống đó phải đưa xuống được một cái môi trường có thể nói là thuận lợi nhất để mà cho nó phát huy tác dụng. Chứ bây giờ này đúng như anh nói là bây giờ mà nếu mà mình đưa xuống mà mặn quá nó chết hết trơn trọi thì lúc đó dầu cho anh hùng đi nữa cũng không thể nào mà phát huy được cái tác dụng. Thì ở đây á, nó có ba cái yếu tố môi trường về mặt đất và một yếu tố môi trường về mặt thời tiết. Yeah. Về mặt đất á, thì phèn, mặn và ngộ độc hữu cơ. Thì cái này á, là ba cái này á, đầu vụ hè thu đều phải đối mặt hết trơn. Bởi vì ở vụ đông xuân đâu có ai người ta nói tới là xì phèn đâu. Rồi cái ngộ độc hữu cơ ở đầu vụ đông xuân cũng ít nữa, nhưng mà đầu vụ hè thu thì tất cả ba yếu tố này đều là rất là quan trọng. Và còn thêm yếu tố môi trường nữa là vấn đề về nhiệt độ, độ nóng. Mình thấy lúc này mà ra đồng tôi thử, bà con thử đút dò xuống mấy cái vũng nước ở dưới coi nhiệt độ là phỏng liền đó. Thì như vậy thì thường thường người ta nói là như vậy là phải né, thời tiết thì mình phải né. Chứ làm sao mình thay đổi được, né có nghĩa là xuống giống vào lúc mà có bắt đầu có mưa, tức là giữa tháng 4 tới cuối tháng 4 trở về sau qua tháng 5. Thì đó là cái thời điểm mà tôi nhớ là thạc sĩ Ái mà làm cái luận văn thạc sĩ hồi đó ở tại tỉnh Vĩnh Long này cũng khẳng định rằng vụ hè thu mà bà con nào mà xuống giống trước cái 15 tháng 4 này kia thì năng suất không bằng sau 15 tháng 4 cho tới đầu tháng 5. Thì cái này là cái đã có khẳng định ở tỉnh Vĩnh Long, nhưng tôi thấy năm nay bà con mình xuống sớm nên bà con mình bắt cái anh hùng này nghĩa là đối mặt với một cái nhiều cái chuyện bất lợi quá. Nên bây giờ là mình phải làm sao hạn chế phèn. Hạn chế phèn thì như chúng tôi đưa ra cái bài thuốc hôm nay đó, trước nhất là phải biết ém phèn bằng cách là
cài ải để cắt đứt mọi cái sự mau dẫn phèn lên trên. Yeah. Rồi sau đó phải biết rửa phèn, nghĩa là đưa nước vô để rửa bỏ cái độc chất đó đi, rồi hóa giải phèn bằng vôi và lân, và cuối cùng là cường lực cho cái sức chịu, tức là sức mạnh sinh học đó, để cho cái sức chống chịu nó tốt hơn thì đối lại với phèn. Còn đối lại với ngộ độc hữu cơ đó thì chúng tôi nói là cái bài thuốc là phải né tránh trước, đừng để cho ngộ độc hữu cơ xảy ra. Dạ. Muốn như vậy thì hoặc là mình là phải cách ly giữa hai vụ để cho rơm rạ nó phân hủy. Dạ. Còn nếu mà làm nhanh quá thì phải di chuyển cái này đi, rồi sau đó phải rửa, rồi mới là hóa giải. Hóa giải bằng cách là khi rút nước mà rửa đó, để cho đất nó nứt răng chân chim cho cái độc chất hữu cơ nó bay đi, vì nó thể khí mà. Cuối cùng cũng phải cường sức cho cái cây lúa. Còn mặn đó thì chắc chắn là bà con cần phải, nghĩa là canh có cái dụng cụ đo mặn để mà canh những cái thời điểm mà nước ròng mà đẩy nước ngọt từ sông sông mà nó ra biển đó, thì mình lấy cái nước ngọt ở những thời điểm đó, mà khi nước lớn mặn từ ngoài đẩy vô thôi, tôi rút bơm để không thôi, mình đưa nước mặn vô chết lúa của mình. Thành ra đó là những cái mà tôi nghĩ rằng mình cần phải lưu ý. Đó là cái vế thứ hai. Cái thứ ba thì thôi, thì cái này nếu có dịp để bàn, có nghĩa là ngăn chặn đừng để cho dịch hại tấn công đầu vụ, từ cỏ dại cho tới ốc bu vàng này kia, đầu vụ mình cũng phải tính nữa. Thì nếu không thì bây giờ anh Hùng đứng đó mà lại con ốc nó lại nó cắn như thế này rồi, thì như vậy anh Hùng này cũng không thể nào mà mà phát triển được. Thành thử ra ba cái yếu tố mà tôi nói để cho cái cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ. Dạ, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dệ. Không biết bà con nông dân cảm nhận như thế nào. Tuy nhiên Ngọc Hoa khi mà làm người dẫn chương trình cho chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là chương trình kỳ đầu tiên, ngay từ những thông tin đầu tiên thôi thì Ngọc Hoa cảm thấy khá là thú vị rồi. Những cái giải pháp đầu tiên để cho đồng ruộng của mình khỏe mà các diễn giả của chúng ta ngày hôm nay đưa ra, đầu tiên là giống thì phải chọn giống là giống xác nhận nè. Ngay cả khô làm đất mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vừa trình bày cho chúng ta tất cả những giải pháp đó, và ngay cả vấn đề làm thế nào để cường sức cho hạt giống để hạt giống khỏe, thì hình như Ngọc Hoa cảm nhận là nó đều có liên quan đến vấn đề sinh học thì phải. Không biết nhận định này của Ngọc Hoa như thế nào? Có đúng hay là không thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ạ? Tôi thấy qua cũng khoảng 40 năm công tác trong cái lĩnh vực nông nghiệp và trên 60 năm mà tôi nuôi cơ thể của tôi rồi đó em, thì tôi cũng thấy cái vấn đề cái gọi là cái sức bản thân nội tại của mình cực kỳ quan trọng. Nghĩa là bây giờ mình trồng cây lúa thì mình phải làm sao cho nó khỏe để mà nó chống chịu với mọi cái điều kiện bất lợi, mà nó chống chọi tốt như thế này thì nếu mà có nấm bệnh côn trùng tấn công vô cái sức chống lại nó cũng tốt nữa. Ngay cả cái bệnh vàng lùng như lùng sáng lá, bà con tưởng hả nó là do siêu vi đó, mình không có thuốc trị nhưng mà phải nhờ vào cái bản thân của cây lúa để nó chống lại. Cây lúa mà khỏe, bệnh vàng lùng lùng sáng lá nó cũng nhẹ hơn. Tôi nghĩ rằng thạc sĩ Liêm cũng phải nhất trí cái chỗ, bởi vì cái đó là sức mạnh sinh học, mà nó có một cái sức ở bên trong thì nó chống lại tốt hơn nhiều. Ngay như tôi cũng vậy nữa, nếu bây giờ tôi mà không có mà cường sức cho mình thì giờ chắc tôi không ngồi đây để trao đổi được với bà con. Bởi vì là bệnh cái là đụng cái là chạy ra mua thuốc gì uống hoài mà không tự mình để tạo tăng cho mình có cái một sức đề kháng. Cái sức đề kháng. Thành ra cái sức mạnh sinh học nó nằm ở cái chỗ là nội tại, nó nằm ở một cái sức đó. Nên tôi nghĩ rằng bà con mình trong canh tác lúa cũng như là trong cái chăm sóc cơ thể cũng phải khai thác cái sức mạnh này. Để mà tiếp tay trong cái vấn đề là làm sao chúng ta giảm được cái gọi là cái ngoại lực. Chứ mình sống lúc nào cũng dựa vào ngoại lực. Ngoại lực ở đây là cái gì? Đợi cho cây lúa nó bệnh rồi mới mua thuốc phun vào, tức là dựa nhớ gì dựa vào ngoại lực, mà không để cho cây lúa tự nó chống lại cái đó. Cơ thể mình cũng có sức chống đó. Nên tôi hoàn toàn nhất trí với cô Ngọc Hoa là cái cách đặt vấn đề đó là như vậy. Thành ra mình nghĩ rằng cái vấn đề sức mạnh sinh học không có nghĩa là phải nghĩa là lấy một cái gì đó ở ngoài để mà tấn công vô, không phải, mà phải làm sao dứt dậy cái sức sống ở bên trong lên, thì cái đó là cái cực kỳ là quan trọng. Và thú vị là ở cái chỗ đó phải không thưa giáo sư? Thật ra thì những người như làm các nhà khoa học đây, hay ngay cả cái người dẫn chương trình là Ngọc qua đây, thì có lẽ là có hiểu lắm thì cũng không thấu hiểu những cái khó khăn trong sản xuất lúa, mà đặc biệt là ở vụ hè thu bằng bà con nông dân. Và bà con nông dân ngày hôm nay có mặt tại hội trường này, theo Ngọc qua biết được là cũng là những cái người sản xuất lúa rất là lâu năm, đúng không ạ? Vậy thì Ngọc qua xin được nghe ý kiến của bà con nông dân. Xin mời nông dân trẻ. Kính thưa thầy dạy, kính thưa các diễn giả, tôi đến từ thành phố Cần Thơ, nông dân đến từ thành phố Cần Thơ. Xin hỏi là xin các diễn giả hướng dẫn cách xử lý một số mầm bệnh lây qua từ hạt giống. Xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Và có lẽ về vấn đề này thì Ngọc Hoa xin được nhờ thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm có tất cả những cái kinh nghiệm gì của mình thì có thể là truyền đạt cho bà con nông dân ạ. Kính thưa anh, kính thưa bà con. Thì có lẽ trước tiên thì tôi xin nói một số cái mầm bệnh mà nó lây lan qua hạt giống.
Sau đó thì chúng ta sẽ nói về cái cách giải quyết các mầm bệnh này. Thì hạt giống của chúng ta thì nó có thể nó chứa nhiều cái loại đối tượng mầm bệnh. Mà phổ biến nhất là hai cái nhóm là nhóm nấm và cái nhóm vi khuẩn. Thì trong cái nhóm nấm đó thì có thể kể ra là số 1 đó là cái nấm gây bệnh lúa vong. Và cái thứ hai đó là các loại nấm gây bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, bệnh khô vằn đó. Hoặc là các cái vi khuẩn gây bệnh như là bệnh sọc trong hoặc là bệnh trái bìa lá. Thì đây là những cái người ta gọi là mầm bệnh mà nó có thể là bám được ở trên cái hạt lúa. Để mà có thể di truyền, nó lây truyền qua cái vụ sau. Thì để giải quyết được các cái mầm bệnh này đó, thì chúng ta cũng có nhiều cái biện pháp. Một là biện pháp cơ học. Thì chúng ta có thể sử dụng các biện pháp thông thường thôi. Ví dụ như là đối với cái mầm bệnh lúa vong đó, chúng ta có thể sử dụng cái nước muối 15%. Có nghĩa là chúng ta pha 15kg muối trong 100 lít nước. Rồi chúng ta sử dụng 3 cái phần nước cho một cái khối lượng, 3 khối lượng nước cho một cái khối lượng thể tích lúa. Giống lúa thì chúng ta vớt bỏ lép, thì chúng ta ngâm, xin lỗi, chúng ta giống lúa thì chúng ta đổ vào trong nước muối, chúng ta vớt bỏ lép để chúng ta loại trừ cái nấm gây bệnh lúa vong. Hoặc là cái cách này thì chúng ta cũng có thể trừ một số cái nấm bệnh khác. Cái cách cơ học thứ hai đó là chúng ta sử dụng nước ấm, người ta gọi là nước hơi ấm ấm đó, nghĩa là nước 54 độ C. Chúng ta có thể phối trộn 3 phần nước sôi, 2 phần nước lạnh. Thì cái dung tích, tỷ lệ chúng ta cũng pha tương tự với cái thời gian khoảng chừng từ 10 đến 15 phút. Chúng ta sau đó chúng ta vớt ra thì chúng ta xả sạch cái nước này rồi chúng ta ngâm ủ lại bình thường. Và cái biện pháp thứ hai nữa đó là chúng ta có thể sử dụng một số cái hóa chất. Hiện nay thì trên thị trường thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta có rất nhiều cái nhóm hóa chất. Kể cả công ty Tân Thành thì tôi nghĩ là hồi chắc chỗ cô Trân cũng sẽ có giới thiệu với bà con một số cái sản phẩm chúng ta cũng có thể sử dụng để mà chúng ta loại trừ những cái mầm bệnh, nhất là nấm bệnh gây bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, hay là cái bệnh sọc vi, trị ngừa cái vi khuẩn, bệnh sọc trong, bệnh trái bìa lá. Thì đó là những cái giải pháp mà chúng ta có thể phòng ngừa được, loại bỏ được những cái loại nấm mà gây bệnh trên cái hạt lúa mà lan truyền qua cái vụ sau. Xin cảm ơn ý kiến của Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Thưa bà con nông dân, Ngọc Ca cũng đã nhận được một số câu hỏi của bà con nông dân đã gọi tới cho chương trình. Và ngay cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là sức mạnh sinh học, thì bà con nông dân cũng đặt những câu hỏi khá là thú vị. Chúng tôi cũng xin được nhờ làm kỹ sư Trần Thị Bích Trân hãy chú ý nghe những câu hỏi này cho kỹ, để chúng ta chọn ra là câu hỏi nào sẽ được bình chọn là câu hỏi hay để mà nhận những phần quà của công ty Tân Thành. Và câu hỏi này thì Ngọc Ca xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vui lòng trả lời cho anh Trịnh Thanh Tấn ở Long Phú, Sóc Trăng. Anh hỏi như thế này: tôi muốn biết chế phẩm sinh học có thể thay thế thuốc hóa học để phòng trừ sâu bệnh được hay không? Và hiện nay thì chế phẩm sinh học đã được áp dụng ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào? Anh Tấn biết là chúng ta phải biết phối hợp. Trong cái điều kiện mà bình thường như thế này đó thì mình nên sử dụng cái chế phẩm sinh học để mà cường sức cho cái cây lúa và tạo cho cây lúa có một cái sức để mà có thể chống lại sự xâm nhập của những cái dịch hại đó. Nhưng mà nói vậy chứ đâu phải là lúc nào dịch hại nó cũng nhân nhượng đâu. Có những cái lúc nó cũng phải là bộc phát nó với một cái mật độ quá lớn do chúng ta hay là cả một cái cộng đồng của chúng ta không có kiểm soát tốt. Thì lúc đó chúng ta phải can thiệp bằng những cái thuốc hóa học. Như nãy cô Trân cũng nói là cũng có cái thuốc hóa học thì nó tác dụng nhanh và tức thì để mình cắt đứt kịp thời cái sự bùng phát của cái dịch hại đó. Nhưng mà khi mà bà con sử dụng thì tôi vẫn lúc nào cũng như là các nhà khoa học khác cũng nói là nên sử dụng áp dụng cái phương pháp 4 đúng để giảm cái tác hại của cái đó đối với cái người sử dụng nó, đối với môi trường cũng như là lưu tồn trên cái sản phẩm. Còn anh Tấn hỏi bây giờ cái chế phẩm sinh học và áp dụng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay như thế nào, thì cái này có lẽ là cô Trân cũng sẽ có giới thiệu, thì để lát nữa cô Trân sẽ nói những cái chế phẩm sinh học có tác dụng như thế nào đang sử dụng đồng bằng sông Cửu Long, thì có lẽ anh Tấn sẽ rõ hơn. Nhưng mà có lẽ bây giờ thì còn phải chờ gì nữa, xin được nghe ý kiến của kỹ sư Trần Thị Bích Trân luôn ạ. Thì kính chào bà con, cũng chào anh Tấn. Qua câu hỏi thì coi như là hiện giờ công ty cũng đang có phân phối cho bà con đến năm nay là 5 năm các cái sản phẩm mà bằng cái thuốc sinh học, là cụ thể là có cái nguồn gốc từ cái thực vật. Công ty cũng thông qua cái quy trình sử dụng ở trên cái cây lúa của chúng ta
đó là muốn thể hiện cho bà con thấy được các cái giai đoạn cực trọng mà chúng ta tác động cái sức mạnh sinh học vào. Đó là ngay từ cái giai đoạn mà chúng ta, như nãy tôi đề cập là lúa nảy mầm, là chúng ta đã tác động cái sức mạnh sinh học cho mầm mạnh. Rồi chúng ta sử dụng bằng cái lá ti. Rồi ở giai đoạn mà lúa đẻ nhánh là tác động tiếp là cái sức mạnh sinh học cho chòi hữu hiệu. Rồi sức mạnh sinh học cho đồng to. Rồi đến giai đoạn trổ thì chúng tôi tác động bằng cái sức mạnh sinh học để cho được cái lúa trổ nhanh và sạch bệnh. Và cuối cùng là cái tác động bằng sức mạnh sinh học cho cái lúa giàu gạo và trắc hạt. Trong từng cái giai đoạn như vậy thì có những cái sản phẩm phù hợp mà trong các cái chương trình sắp tới đó thì chúng tôi sẽ trao đổi để bà con thấy được cái lợi ích và cái hiệu quả mà của các cái tác dụng của các cái chế phẩm sinh học mang lại. Còn riêng ngay cái chủ đề này, tôi ví dụ ở cái chủ đề này thì bà con thấy là cái tác động của cái chuyện là áp dụng cái chế phẩm sinh học Latti, cái Latti chuyên dùng xử lý giống, thì nó giúp cho hạt giống chúng ta nảy mầm nhanh và phát triển mầm và rễ nhanh hơn so với bình thường là 12 giờ đồng hồ. Thay vì chúng ta phải ủ 24 giờ nữa mới đem đi xạ, mới đủ dài mầm dài rễ, thì khi tác dụng bằng cái chế phẩm Latti, cái thuốc tăng cường sinh học ở giai đoạn này, thì chúng ta chỉ tốn 12 giờ mà cái mầm và rễ nó đã nhanh chóng tăng tốc dài hơn so với bình thường là 3-5 ly. Như vậy là chúng ta cũng tác động được cái chế phẩm sinh học ngay cả cái giai đoạn mà lúa nảy mầm, để lúa nảy mầm thật là tốt. Nghe kỹ sư Trần Thị Bích Trân nói thì Ngọc Qua cảm thấy là cái sức mạnh sinh học nó lại ứng dụng và nó hiệu quả đến như vậy, làm Ngọc Qua cũng muốn bỏ nghề đi làm nhà nông luôn. Xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của kỹ sư Trần Thị Bích Trân cũng như là ý kiến trả lời của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Và ngay bây giờ thì Ngọc Qua xin được nhờ thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Tròn ở Châu Phú, An Giang, điện thoại cuối là 5550. Anh Tròn hỏi như thế này: khu vực tôi làm lúa 3 vụ, tôi muốn sử dụng lúa từ vụ đông xuân làm giống cho 2 vụ sau. Xin hỏi cách bảo quản, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, sinh học như thế nào để có thể làm được như vậy? Kính thưa anh Tấn, kính thưa bà con. Kính thưa anh Tấn, kính thưa bà con. Thì cái cách bảo quản thì chắc là chúng ta không có phân biệt cách sinh học hay là không sinh học đâu anh. Thì hiện nay bảo quản thì chúng ta bảo quản theo một cái quy trình, chúng ta sử dụng những cái dụng cụ, những cái phương tiện, và đặc biệt là trước khi bảo quản đó thì cái quan trọng là cái chất lượng cái giống của anh nó có thật sự là tốt chưa. Thành ra là để mà anh có thể bảo quản được cái giống này lâu đó thì cái chất lượng giống ban đầu là nó phải tốt, có nghĩa là cái sức sống nó mạnh, bằng cách là anh phải thu được từ cái ruộng lúa khỏe, từ cái ruộng lúa mà nó không có bị nhiễm bệnh. Và anh phải ưu tiên loại trừ những cái nấm bệnh, hoặc là anh phơi cho cái hạ cái độ ẩm nó xuống cái độ ẩm an toàn trước khi mà chúng anh tồn trữ. Thì nếu mà trong cái quy trình bảo quản đó thì cái thời gian mà bảo quản đó nó sẽ tỷ lệ nghịch với lại cái nhiệt độ và cái ẩm độ. Nghĩa là cái nhiệt độ ẩm độ càng cao thì cái thời gian bảo quản càng ít. Còn nếu mà anh được bảo quản trong cái điều kiện nhiệt độ và cái ẩm độ của hạt của anh mà nó càng thấp đó thì anh bảo quản được càng lâu. Còn như cái điều kiện thực tế của anh đó thì ở thông thường thì hiện nay thì trong các nghiên cứu thì người ta thấy rằng nếu mà lúa mình chất lượng tốt rồi đó, mình bảo quản được ở trong cái bao PE á thì cái thời gian bảo quản chúng ta sẽ có thể giữ được khoảng 9 đến 10 tháng mà sức sống vẫn bảo đảm. Tuy nhiên nếu mà trong cái điều kiện mà chúng ta bảo quản bằng cái bao ni lông bình thường đó thì ở cái khoảng thời gian khoảng chừng ít nhất là khoảng 2 đến 3 tháng là anh phải lựa cái ngày nào mà trời nắng tốt đó, anh đem lúa ra anh phơi lại một lần. Để anh, vì trong cái quá trình mình bảo quản cái bao mà không có cách ly được cái dưới không khí đó thì nó lúa chúng ta nó sẽ hút ẩm, và như vậy thì cái ẩm độ nó tăng lên, và như tôi nói ban đầu đó, ẩm độ tăng thì cái thời gian bảo quản nó sẽ bị rút lại, cho nên cái thời đó chúng ta phải, thời điểm đó chúng ta phải đem đi phơi. Còn nếu mà anh được bao trong, để trữ trong cái bao bia đó thì chúng ta sẽ cách ly được như bên ngoài và bên trong. Và không biết ở công ty Tân Thành có giải pháp gì về sinh học hay không thì chắc xin mời kỹ sư Trân ạ. Công ty Tân Thành thì không có các cái chế phẩm sinh học trong trường hợp này, nhưng mà ở ngoài thực tế thì tôi cũng có thấy được là có cái thông tin ở từ bà con tỉnh An Giang mình là có thể áp dụng cái phương pháp biện pháp sinh học, là như cái nguyên lý mà chỗ thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm có nói là cái thời gian tồn trữ nó tỷ lệ nghịch với cái ẩm độ và nhiệt độ ở bên ngoài. Do đó mà bà con An Giang đã có ứng dụng được cái là
các cái hạt giống lúa mà đã chọn lựa thật là tốt, bà con sử dụng vào cái đồ đựng á, là bà con hàng thiết đồ lại cho thật là cẩn thận, rồi bà con để dưới lòng sông, để dưới lòng sông là coi như là 1 năm 12 tháng là cái sức sống nó vẫn phát triển mạnh, và bà con có thể quản lý được trong vòng 3 năm cái sức sống nó vẫn còn 80%. Đó là cái thực tế mà cái thông tin ở An Giang đã có thông tin trên báo đài nhiều lắm. Vâng, xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của Thạc sĩ Nhân Liêm cũng như là thông tin khá là thú vị từ kỹ sư Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi xin được mời giáo sư Nguyễn Bảo Vệ trả lời câu hỏi cho anh Trần Văn Ngữ ở Dòng Riền, Kiên Giang, điện thoại cuối là 3505. Anh hỏi hai vấn đề. Đầu tiên anh Ngữ muốn biết là nguồn gốc xuất xứ của chế phẩm sinh học và nó có tác dụng phụ với sức khỏe và môi trường hay không? Nãy giờ mình nói tốt không mà giờ tôi hỏi tác dụng phụ. Vâng. Câu hỏi thứ hai mà anh Ngữ muốn hỏi là thuốc hóa học phun quá 3 lần sẽ bị kháng thuốc, không biết với những chế phẩm sinh học thì phun bao nhiêu lần mới bị kháng thuốc? Đây là Ngọc Căn nghĩ đây là những câu hỏi rất là hay, và con nông dân là nắm bắt về cái chương trình này cũng khá là thú vị đây. Đúng rồi, tôi cũng đồng tình với con Ngọc Qua như thế. Bây giờ anh Ngữ hỏi cái nguồn gốc thì nó là sinh học mà, chế phẩm sinh học mà, nên cái nguồn gốc của nó là từ sinh vật. Thì phần lớn là sinh vật thứ nhất là từ cái thực vật. Như cái chế phẩm mà cô Trân cũng mới vừa nói đó cũng là trích từ cái thực vật, đó là một cái nguồn gốc thứ nhất. Nguồn gốc thứ hai là từ vi sinh vật. Vi sinh vật ở đây thì gồm nấm rồi vi khuẩn rồi nhiều khi người ta dùng cái siêu vi nữa. Đó thì nó có cái nguồn gốc sở dĩ người ta gọi là sinh học là nó có một cái nguồn gốc như thế. Vì do nó là trích từ sinh vật và từ vi sinh, mà nhất là từ vi sinh đó thì khi mà trước khi đưa ra cho sản xuất thì luôn luôn là người ta đều có thử cái gọi là nếu mình thả cái con vi sinh đó mà ra nhiều lên chẳng hạn như vậy thì nó có tác hại hay không, thì cái này đều có thử. Yeah. Đều có thử cái tác động ở trên, khi nào mà ta thấy nó không có gì hết. Nhưng mà bà con yên tâm, phần lớn là những cái con vi sinh mà bắt ra để mà nhân nuôi nó lên, để mà hoặc là người ta trích những cái chất của nó tiết ra hoặc là thả trực tiếp con đó ra ngoài môi trường á, thì đều là những cái con bản địa không à. Tức là nó có sẵn ở trong thiên nhiên của mình á, ngay cả những cây cỏ mà chúng ta trích ở đây cũng từ ở trong cái thiên nhiên. Nên như vậy thì nó đã là bản thân của nó là nó đã sống hài hòa ở trong thiên nhiên rồi. Nhưng mà có một cái là nhiều khi á, cái lượng của nó không nhiều nên bây giờ mình phải nhân nuôi nó lên. Để cho nó nhiều lên để nó phát huy cái tác dụng. Giống như là mình trị cái con rầy bằng những cái loại nấm ký sinh chẳng hạn. Trong thiên nhiên nó cũng có nhưng mà nó ít. Nên như vậy là với cái mật độ rầy nhiều quá thì nó phát triển, nó diệt không có kịp. Nên người ta phải nhân nuôi lên cho nó nhiều. Nên ở đây anh Ngữ yên tâm cái chỗ là trước khi người ta đưa nó ra thì người ta đều có cái thử cái này hết rồi. Yeah. Mà nó lại là bản địa nữa nên nó cũng không có cái gì... Thì tôi nghĩ rằng nó cũng không có cái gì ảnh hưởng đến cái môi trường của mình cũng như là cái sức khỏe của bà con. Mới đây tôi cũng vừa dự một cái hội đồng khoa học công nghệ, cũng là chọn lọc một số cái dòng mà vi khuẩn để có cái khả năng nó đối kháng lại với một số cái bệnh chẳng hạn như là bệnh trái lá hay là bệnh đốm dằn. Đó thì cũng là trích nó từ cái những con vi sinh vật bản địa, là trước khi đưa ra thì cũng có thử coi nó có tác hại gì đến cái môi trường hay không, thành ra không sao. Còn về cái nó có kháng thuốc hay không á, thì anh biết là trong cái cuộc đấu tranh gọi là sinh tồn giữa các sinh vật lẫn nhau, bây giờ mình đưa vô cái cây lúa những cái chế phẩm sinh học để cây lúa này có cái sức chống trở lại cái sự xâm nhập của những cái con nấm, thì con nấm như vậy là nó không ăn được cây lúa thì nó sẽ chết. Nhưng mà trong một cái quần thể của nó lâu ngày nó sẽ có những cái con mà lại tấn công được, có nghĩa là nó chống được với lại với cái cây lúa, thì lúc đó hình thành ra những cái gọi là những cái nòi bệnh mới. Thì dĩ nhiên rồi đó, anh thấy là trong thiên nhiên của mình hay là trong cái quá trình phát triển ngay cả trên người cũng vậy, thỉnh thoảng có những cái bệnh mới nó cũng xuất hiện. Thành ra mình cũng không nói được rằng là nó hoàn toàn 100%, nhưng mà so lại với những cái gọi là cái tác nhân ở bên ngoài mà trị thẳng lên trên cái con bệnh á hoặc là côn trùng á, thì cái tính kháng của nó nhanh hơn. Còn đối lại với cái sinh học này đó thì tôi thấy rằng cái sự thay đổi có chống lại được cái sự chống lại của cái cây lúa đối với côn trùng và bệnh nó có chậm hơn. Thành ra mình thấy rằng mình yên tâm cái chỗ là cái thời gian nó sẽ dài, sử dụng các chế phẩm nó sẽ lâu dài hơn là những cái chế phẩm hóa học.
Dạ. Cũng có thể hiểu là dù cơ thể có khỏe như thế nào nhưng mà nếu mà có dịch SARS xuất hiện thì mình dạ. nằm ở trong cái dịch đó thì mình cũng phải bị. Dạ. Dạ. Hiểu như thế thì mình sẽ cảm nhận được là cái giá trị của sản phẩm sinh học. Dạ. Vâng. Thưa bà con nông dân, chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của khán giả là Nguyễn Tấn ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, điện thoại là 0622 215 318. Trước hết thì Ngọc Hoa xin được cảm ơn những cái khán giả cũng như bà con nông dân ở tỉnh Bình Thuận, bởi đây cũng là một cái địa chỉ mà đã có rất là nhiều bà con nông dân cũng như khán giả tích cực giao lưu với chương trình, đặc biệt là những chương trình khoa giáo được phát sóng định kỳ vào lúc 3 giờ chiều trên sóng đài truyền hình Vĩnh Long hàng tuần vào ngày thứ bảy. Còn bây giờ thì Ngọc Hoa xin được nhờ thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Tấn. Anh hỏi rất là ngắn gọn, anh hỏi như thế nào là cây lúa khỏe? Dạ. Xin chào anh Tấn, kính thưa bà con. Câu hỏi của anh Tấn thì cũng khá đơn giản. Cây lúa của chúng ta thì nó có 3 cái bộ phận chính là rễ, thân, lá, và cuối cùng là khi mà nó trưởng thành, có nghĩa là nó giai đoạn sinh sản thì nó sẽ cho bông, cho hạt. Thì chúng ta hiểu nôm na thôi, cây lúa khỏe là tất cả các bộ phận trên cây lúa đều khỏe mạnh hết, cho cái được cái năng suất cao. Và cụ thể là như thế nào thì nếu mà rễ khỏe thì cây lúa sẽ có nhiều rễ, và cái rễ nó thì rễ màu trắng, không có rễ màu đen, vì rễ màu đen là rễ già hoặc là rễ chết, rễ hư. Còn thân thì thân nó phải mập mạc cứng cáp, nó không có gầy ốm. Còn lá thì lá của nó thì lá thẳng đứng và nó không có rũ xuống, nó có cái màu xanh chứ nó không phải bị vàng, bị úa. Còn bông á thì nếu mà bông nó khỏe đó thì phải bông nó vàng sáng chắc, hạt nó nhiều hạt. Nói tóm lại, cây lúa khỏe là cây lúa mà có các bộ phận thì nó mạnh khỏe, và nó có ngoài cái yếu tố về đất đai khí hậu thì cái yếu tố chăm sóc để mà chúng ta phòng chống các cái đối tượng dịch bệnh, chúng ta giúp cho nó hấp thu được ánh sáng, quang hợp tốt thì nó sẽ đảm bảo được cây lúa khỏe. Thì đó là một số ý trao đổi với anh Tấn và bà con. Khi mà thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm nói, thạc sĩ có biết rằng là kỹ sư Trần Thị Bích Trân đã đưa tay chỉ về cái cây lúa khỏe kế bên kỹ sư Trần Thị Bích Trân điều hải. Vâng, thưa thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm, cây lúa kế bên thạc sĩ kỹ sư Trần Bích Trân là phải chăng là cây lúa khỏe? Dạ, nếu mà nhìn cây lúa này thì chắc nhìn tổng quan thôi ha. Thì nếu mà chúng ta nói, hồi nãy tôi nói đó là một cây thôi, nhưng mà trên một cái ruộng nó còn một cái yếu tố nữa là trên một cái ruộng lúa khỏe nữa. Chứ còn nếu mà trên một cây khỏe thì nó không nói lên điều gì hết, phải không? Bởi vì khi mà chúng ta canh tác thì chúng ta canh tác trên một cái tổng thể đồng ruộng. Cho nên là bà con đừng có nhổ một hai cây lúa gì đó lên rồi hỏi về cái ruộng này, cái so giữa cái ruộng này với cái ruộng kia thì nó chưa có đảm bảo được cái độ đồng đều. Thì ít ra thì chúng ta phải nhìn trên cái tổng thể, và như vậy thì chúng ta nếu mà trên một cái tổng thể chung thì chúng ta nhìn một cái bụi lúa thì cái độ đồng đều ở trên cái ruộng lúa tất coi như là phải trên 90% là cái cây lúa nó đều khỏe như vậy, thế thì nó mới gọi là cái ruộng lúa khỏe. Như thế thì cái năng suất của cả ruộng này mới cao được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ đánh giá một cây thôi, còn những cây khác không khỏe thì nó sẽ không đạt. Hiểu được như thế thì Ngọc Hoa biết rồi. Khi nào mà Ngọc Hoa trồng lúa đó thì Ngọc Hoa sẽ không hỏi thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm một cây không, mà mời thẳng thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm xuống cánh đồng của mình luôn. Thì mới biết chắc được là lúa của mình có khỏe hay không. Xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm. Thưa bà con nông dân, từ đầu chương trình thì chúng ta đã bàn đến cái sức mạnh sinh học trong vấn đề ứng dụng làm thế nào để cho hạt giống của chúng ta khỏe nè, rồi làm đất, cái khâu làm đất như thế nào là làm đất đảm bảo được cái đồng ruộng khỏe ngay từ đầu vụ. Thế thì vậy thì sau tất cả những cái khâu đó rồi, khi mà mình đưa cây lúa ra đồng ruộng thì cái cách chăm sóc như thế nào để thật sự là không phải chỉ một cây lúa khỏe không mà cả cánh đồng của chúng ta cùng khỏe. Trước khi bàn về cái chủ đề này, bàn về cái nội dung này thì có lẽ chúng tôi sẽ được chuyển đến bà con nông dân ngay sau đây một số kinh nghiệm cũng như giải pháp của bà con nông dân. Mùa này mùa xì phèn rồi thì chúng ta phải tranh thủ bón lót phân lân để cho nó giảm bớt cái độ phèn, rồi sau đó mình mới làm đất thì nó giảm phèn, có phân vô thì nó sẽ chịu được cái sức chống chịu của
của thời tiết nóng nắng này. Trước hết thì bón phân nót này, rồi thứ hai là em xử lý thuốc natri này. Cái natri này là nó chống chịu được phèn này, tức là nó qua giai đoạn đầu nó rất là tốt. Thì nó đã vượt qua giai đoạn đầu ấy, thì vì sau này nó rất khỏe, rất tốt vì sau này. Còn bây giờ chúng ta lúc đầu là nó nắng nóng và nó xì phèn nhiều mà chúng ta không xử lý đúng thì vì sao này cây núa nó yếu từ đầu là vì sao nó yếu luôn. Thời tiết nắng nóng rồi chứ mình xạ lại liền đó, thành ra cái lúa mình nó dễ bị ngộ độc, ảnh hưởng nhiều thứ, thành ra cái lúa mình phát triển không có bằng vụ đông xuân. Em thì em sử dụng thuốc trộn giống Tati ngay từ đầu vụ là mình hạn chế được ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn, và giúp cho cái lúa mình nó lên rất là nhanh, mầm mập mà nó xanh hơn. Không biết là quý khán giả cũng như bà con nông dân khi theo dõi kỳ nhận chưa rồi thì cảm nhận như thế nào, nhưng mà ngay cả bản thân Ngọc Qua nếu mà không nhìn hình thì Ngọc Qua cứ tưởng y như là các chuyên gia của nông nghiệp thì phải. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, không biết là ông nhận định như thế nào về cái xử lý giai đoạn đầu để cho cái cây lúa khỏe ngay từ đầu của bà con nông dân trong kỳ nhận vừa rồi ạ? Dạ, thì đúng là như cô Ngọc Qua nói, đúng là nông dân của mình là chuyên gia đồng ruộng rồi đó. Thì tôi bây giờ chỉ còn có cái nhiệm vụ là giải thích cho nó cho bà con mình rõ ràng dữ hơn nữa, thuyết phục những bà con khác mà chúng ta chưa có cái điều kiện làm như vậy. Bây giờ tại sao nông dân nói rằng bây giờ là chúng ta phải đầu vụ hè thu phải bón lân để hạ phèn? Bởi vì trong cái đầu vụ hè thu á, do cái điều kiện mà mình không có quản lý được tốt để cho phèn từ dưới nó xì lên thì đất nó chua thì chất sắt chất nhôm, bà con thấy là trên cái miếng ruộng mà mặt đất nó đỏ lừ đất ruộng á, đó là chất sắt đó. Mà cái chất sắt đó mà nếu mà để cây lúa hút vô nhiều á thì cây lúa nó sẽ bị ngộ độc. Nên bây giờ á là muốn cho cái cây lúa mà đừng hút được sắt này á, bà con mới đưa cái lân vào. Bởi vì lân á nó có cái gọi là cái tính âm, mà sắt thì có tính dương. Hai ông này mà gặp nhau cái kết hợp với nhau là ổng không có cái cơ hội để ổng chung vô cây lúa, nên cây lúa mình đỡ bị ngộ độc. Đó, thành ra nông dân mình rất hay ở cái chỗ là biết nhận diện được cái đó. Cái điểm nữa đó là cái chất đạm. Cái chất đạm mà sở dĩ ở đầu vụ đông xuân chúng ta bón ít hơn đầu vụ hè thu là bởi vì khi mà bà con cài dùi rơm rạ vào trong đất á, thì cái bao nhiêu con vi sinh vật mà phân hủy rơm rạ nó nhào vô đó để mà nó phân hủy. Mà nó muốn nhào vô đó nó phân hủy được lẹ thì nó phải sinh sôi nảy nở nhiều, mà sinh sôi thì bản thân của nó là chất đạm không à. Thành ra bây giờ đạm nó lấy ở đâu bây giờ? Thì bắt buộc nó phải lấy cái đạm trong đất, thì như vậy là đẻ ra một sự cạnh tranh giữa cái cây lúa và cái tập đoàn vi vật này. Nên nó có nhiều bà con nói tại sao đầu vụ hè thu tôi cài dù rơm rạ theo như khuyến cáo cái lúa tôi nó bị vàng, là do cái chỗ là nó cạnh tranh cái đạm hỗn lợi lại với cái mấy con vi vật, nên bà con mình phải cho cái chất đạm đầu vụ vô nó nặng tay một chút xíu so với ví dụ đông xuân, để một mặt là cho cung cấp cho cái con vi sinh vật nó sinh sôi nảy nở như nhiều để phân hủy rơm rạ cho nó lẹ, để nó đỡ cái ngộ độc hữu cơ, đồng thời cũng cung cấp chất đạm cho cây lúa của mình ăn. Còn bây giờ nếu mà đầu vụ mà hè thu mà bà con mình có cài ải mà đất nó bong ra đó, thì ta không cần phải đưa kali vô đâu. Nhưng mà do cái chỗ là bà con mình cập rập quá là nhiều khi đất còn ẩm ẩm, bà con lại trục nữa, lại xuống giống. Thì cái vụ đông xuân bao nhiêu kali của đất là cây lúa đầu vụ đông xuân nó đã xài hết rồi. Bây giờ muốn mà cho kali nó được thêm cho cái vụ hè thu thì lại phải là phơi đất, nhưng bà con mình không có làm được. Nên bắt buộc bà con mình phải gọi là nặng phân hơn trong cái đầu vụ hè thu, thì tôi nghĩ rằng đó là những cái cơ sở. Chứ không phải là cái cây lúa ăn nhiều phân hơn cái vụ đông xuân đâu. Nó nói không phải cho nó ăn nhiều hơn, mà do cái chỗ là ta trị mấy cái chuyện kia kìa. Thì đấy là cái cơ sở mà bà con của mình đã qua cái kinh nghiệm thực tiễn sản xuất thấy được rất rõ. Dạ, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thật ra thì trong ghi nhận vừa rồi thì Ngọc Qua cũng như nhóm thực hiện chương trình Vô Tình đã nghe được rất nhiều ý kiến của bà con nông dân là ngay từ đầu vụ muốn cho cây lúa khỏe, và thực sự là cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là quan trọng theo nhận định của bà con nông dân. Thì bà con nông dân đã sử dụng một cái sản phẩm sinh học có tên là Plasti của công ty Tân Thành. Vậy thì nhân chương trình hôm nay không biết là kỹ sư Trần Thị Bích Trân có thể vui lòng giải thích rõ hơn những cái tính năng của cái dòng sản phẩm sinh học này và nó có những cái tác dụng như thế nào để bảo vệ cây lúa và giúp cây lúa có thể bén rễ đầu tiên xuống mặt đất. Kính thưa bà con cùng khán giả xem đài, thì lúc mấy nãy tôi cũng có trao đổi qua, Latti thực ra tên đầy đủ là Latti Mula 1XL, nhưng mà bà con xài gọi tắt viết quen là Latti, và chuyên dùng xử lý giống đó là trường hợp mấy nãy bà con xử lý để mà lúa nảy mầm mạnh đó. Thì về nguyên lý thì tôi đã nói rồi, Latti tác động vô phần non để mà phát triển, thì mầm và rễ ở giai đoạn lúa nảy mầm là phần non nhất. Cho nên là khi mà bén rễ xong thì khi mà gieo xạ như vậy thì cái điều kiện thuận lợi mầm
bắt đầu quăng hộp, bắt đầu rễ, bắt đầu bám đất. Thì như vậy thì trong cái điều kiện mà coi như là bị ngộ độc phèn hay ngộ độc hữu cơ thì bà con thấy là thường thông thường ngộ độc thì cái tầng trên là khoảng một tấc trở lên là bị, nhưng mà cái phần dưới của đất á, thì nếu như mà cái rễ của cây lúa nó phát triển mạnh thì nó có thể ăn sâu, và cái phạm vi, cái diện tích nó ăn á, nó cũng nhiều hơn. Chính vì vậy mà ngay sau khi hết cái dinh dưỡng ở trong cái hạt lúa đó, khi mà rễ đã phát triển thì rễ sẽ giúp cho cây lúa tranh thủ được cái lượng dinh dưỡng này để mà vượt qua cái điều kiện bất lợi bởi những cái ngộ độc mà gây ra ở giai đoạn cây lúa mười mấy ngày. Chính vì vậy mà cái sự bén rễ sớm nó mang lại cái lợi ích, cái sức mạnh sinh học lúc này nó ở trong cái cây lúa và nó đem lại cái lợi ích ngay cái giai đoạn đó để mà vượt qua cái điều kiện bất lợi như vậy. Dạ, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của kỹ sư Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi cũng nhận được những câu hỏi của bà con nông dân gửi tới cho chương trình. Xin được mời thạc sĩ Nhân Liêm trả lời câu hỏi cho anh Trần Văn Thành ở Mộc Quá, Long An, điện thoại cuối là 0026. Anh Thành hỏi như thế này: thuốc diệt cỏ mà pha chung với nước nhiễm phèn thì có bị mất tác dụng hay không? Dạ, kính chào anh Thành, kính thưa bà con. Thì trong ba cái nhóm thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ thì cái nhóm thuốc trừ cỏ là cái nhóm gần như là khó sử dụng hơn hai cái nhóm kia. Bởi vì nếu mà chúng ta xài mà không khéo đó thì nó sẽ không có hiệu quả, mà nó có tác dụng ngược lại là nó làm ngộ độc cho cây lúa chúng ta. Bởi vì bà con biết là cây cỏ là cũng là thuộc cái nhóm các họ hàng gần gần với lại cái cây lúa. Và các nhóm thuốc cỏ thì đa số là nó từ những cái hợp chất muối, và nước phèn là lại là nó có tính axit. Và như nãy chỗ thầy Vệ có nói đó là nếu mà những cái chất hóa học mà chúng ta phối trộn lại mà nó có tính âm và tính dương đó thì nó sẽ tác dụng lẫn nhau, cho nên nó sẽ phân giải thành những cái hợp chất khác, và nó sẽ không, chẳng những không có kết quả để diệt trừ cỏ mà nó trái lại nó gây độc cho cây lúa chúng ta. Cho nên là bà con khi mà sử dụng thuốc trừ cỏ thì cố gắng là không được pha trộn thêm những cái chất mà nhà sản xuất người ta khuyến cáo, và đặc biệt là không được sử dụng nước phèn. Thì đó là một số ý trao đổi với anh Thành. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Chúng tôi xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ trả lời câu hỏi cho anh Trần Văn Hưởng ở Long Mỹ, Hậu Giang, điện thoại cuối là 0827. Anh Hưởng hỏi như thế này: lúa xạ một tuần, tôi muốn xịt thuốc cỏ lần hai cùng với thuốc hạ phèn thì không biết có được hay là không, có hiệu quả hay là không? Chắc anh Hưởng nói cái thuốc hạ phèn là cái như cô Trân nói lúc nãy, tức là cái thuốc mà chúng ta đưa vào để cường sức cho cái cây lúa để nó có một cái sức chống chịu lại cái phèn. Chờ coi bây giờ cái thuốc mà gọi là phun vô cái nó hạ phèn thì tôi nói là chắc không có thuốc đó, mà có lẽ là anh Hưởng nói cái đó. Thì như vậy thì bây giờ thuốc diệt cỏ thì lần hai anh xài thì cứ xài, cái chuyện đó là được rồi. Nhưng mà cái thuốc này đó thì tôi biết là nó đã cường sức cho cái cây lúa ở cái giai đoạn mà chúng ta ngâm ủ giống rồi. Thì ở cái giai đoạn tiếp theo thì có lẽ là trước khi nó nhảy chồi, đó là cái thời điểm mà thích hợp nhất. Mình phải tác động đúng những cái thời điểm mà cái cây lúa của mình nó mãn cái thuốc kia, và đồng thời nó cần cái sức để mà nó qua một cái giai đoạn mới. Tức là nó cần phải cho chồi nhiều. Thành ra ở đây tôi khuyến cáo anh Hưởng khuyên là nên ở cái giai đoạn là cỡ 17-18 ngày. Tức là trước khi chúng ta bón cái phân đợt 2 vào khoảng cỡ chừng 2-3 ngày. Để mà lúc đó cho nó bắn rễ ra cho nó giữ. Để khi mình đưa phân xuống nó ăn phân một cách hiệu quả. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của giáo sư Nguyễn Bảo Vệ. Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Võ Văn Lắm ở Chợ Mới An Giang, điện thoại cuối là 6801. Anh Lắm hỏi như thế này: không biết là trộn thuốc sinh học và thuốc hóa học chung để sử dụng thì có hiệu quả hơn hay không? Dạ, kính thưa anh Lắm, kính thưa bà con. Thì không biết là ý của anh cụ thể là những cái chủng loại thuốc gì. Chứ còn về nguyên tắc đó, thì nếu mà xài thuốc hóa học rồi đó, thì nó có tác dụng tức thời ạ. Bởi vì nếu anh xài đó thì cái tác dụng của nó thì tức thời, còn cái thuốc sinh học thì nó tác dụng từ từ thôi, chậm thôi. Cho nên về cái nguyên lý đó thì thường ở giai đoạn đầu, giai đoạn mà dịch hại ít, rồi thiên địch nhiều, người ta muốn là bảo tồn thiên địch, người ta muốn ngăn ngừa từ xa, tăng cường lực cho cây lúa đó, thì người ta mới đưa những cái chất sinh học vào. Ví dụ như hiện nay người ta sử dụng nấm xanh đó. Thì mình không chờ đến cái dịch hại mà nó tới ngưỡng, có nghĩa là nó cao quá, thì mình sử dụng cái thuốc sinh học vào thì cái tắc nó không khống chế kịp thời. Mà chúng ta phải xài sớm để cho nó nhân mật số nó lên. Đến khi mà có cái dịch hại đó thì nó khống chế lần lần, nó không cho dịch hại bộc phát. Còn trong trường hợp mà dịch hại nó đã tới ngưỡng rồi thì nếu mà mình xài chất sinh học thì nó sẽ chậm,
nó không không có diệt nhanh được, nó không khống chế được. Cho nên về nguyên tắc đó thì chúng ta không không cộng hai cái này. Nếu mà cộng như thế thì cái nó sẽ không có tác dụng tốt. Thì không biết là kỹ sư Trân có đồng tình hay không ạ. Dạ, xin được nghe ý kiến tiếp thêm của kỹ sư Trần Thị Bích Trân. À, trong phần vừa rồi thì như tôi đồng tình với chỗ thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm là cái trường hợp mà những cái thuốc sinh học mà có nguồn gốc từ vi sinh, như là chỗ thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm nói là từ những cái nấm để mà diệt lại những cái mầm bệnh khác, thì nếu như mà chúng ta trộn với những cái thuốc hóa học mà cũng có tác dụng diệt nấm nữa thì vô tình những chính những cái thuốc hóa học này nó giết luôn cái nguồn vi sinh của chúng ta. Tuy nhiên cái nguồn gốc của cái thuốc sinh học nó là điều rất quan trọng. Tôi ví dụ như ở công ty Tân Thành phân phối những cái dạng thuốc sinh học mà có nguồn gốc từ thực vật, chúng tôi ly chích ra từ những cái cây trồng, những cái cây mà chúng ta thấy là nó phát triển bình thường ở trong rừng hoang đồ chẳng hạn. Như vậy thì những cái chất này chúng tôi ly chích và chúng tôi khi mà phối trộn với các cái thuốc hóa học thì chúng tôi kiểm tra và thấy được rằng cái hiệu quả của thuốc sinh học trên cái cây lúa vẫn tác dụng bình thường, và cái hiệu quả của các cái thuốc hóa học trên các cái đối tượng dịch hại vẫn tác dụng bình thường. Như vậy thì cái nguồn gốc của cái dạng sinh học nó cũng quyết định đến cái chuyện là chúng ta có phối trộn được hay không. Như vậy có lẽ là cái cơ chế này như thế này, chỗ thạc sĩ Liêm nói là chính cái con vi sinh vật đó nó tấn công trực tiếp lên trên cái bệnh hay côn trùng kia, nên bây giờ mình trộn vô cái là nó sẽ giết chết mấy con vi sinh vật này. Còn chỗ cô Trân nói đó là những cái thuốc mà trích ra từ cái thảo mộc như vậy đó, khi mà mình đưa lên cái cây như thế này á thì nó chung vô trong cây, nó chính cây nó sản sinh ra những cái chất để mà chống lại cái sự xâm nhập của bệnh kia, nên như vậy là chúng ta phối trộn thì nó cũng không làm giảm đi cái tác dụng. Nó khác lại với chỗ của thạc sĩ Liêm nói, tôi hiểu là vậy. Và ba ý kiến vừa rồi thì có lẽ là chúng ta cũng đã hiểu được phần nào về vấn đề là chọn hay là không trộn hay là không trộn giữa cái thuốc chế phẩm sinh học và thuốc hóa học để mà bón cho cây lúa. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mộc Vệ trả lời câu hỏi cho khán giả Lê Tào ở Quảng Ngãi, điện thoại cuối là 6160. Anh Lê Tào hỏi như thế này: tôi sử dụng giống lúa lai, thu hoạch xong thì có thể để giống lại cho vụ sau hay không? Không được rồi anh Tàu ơi, bởi vì cái lúa lai là nó lai giữa cha với mẹ thế này ra một cái đời con, thì như vậy thì sau khi mình trồng cái đời con có năng suất cao rồi mình lấy cái đời con đó mà trồng lại cái nữa thì lại nó tiếp tục nó lại phân ly ra nữa, tức là không phải là cái giống thuần, nên mình không có thể nào sử dụng cho cái lần kế tiếp được, mà phải lại mua cái giống lúa lai đó tiếp tục trồng nữa. Xin cảm ơn ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa bà con nông dân, chúng tôi vẫn còn nhận được rất là nhiều câu hỏi của bà con nông dân gửi tới chương trình. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói ngay từ đầu chương trình là chương trình ngày hôm nay trực tiếp trong vòng một tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 15 giờ đến 16 giờ trên sóng đài truyền hình Vĩnh Long định kỳ vào ngày thứ bảy. Chính vì vậy mà những cái câu hỏi còn lại của bà con nông dân thì chúng tôi sẽ nhờ công ty Tân Thành sẽ liên hệ để trả lời trực tiếp cho bà con nông dân trong vòng 24 giờ đồng hồ. Bà con nông dân có thể để lại câu hỏi của mình và công ty Tân Thành sẽ trực tiếp để mà trao đổi với bà con nông dân. Thưa bà con nông dân, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đang tìm hiểu về sức mạnh sinh học và ứng dụng sức mạnh sinh học đó làm thế nào để cho hạt mầm của mình nó được khỏe và cái lúa của mình thật sự khỏe, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của vụ hè thu. Và có lẽ là Ngọc Qua xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vui lòng tóm lại một cái số ý của chương trình ngày hôm nay để bà con nông dân nhớ lâu hơn. Thì bà con biết là trong cái vấn đề mà sản xuất lúa ở cái vụ hè thu đó thì chúng ta phải làm sao tạo ra được một cái cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ. Mà muốn như vậy thì cái chuyện trước tiên đó là ta phải chọn cái giống lúa xác nhận, rồi sau đó phải cường lực cho cái cây lúa bằng những cái chế phẩm mà đã được giới thiệu để cho cái lúa có một cái cơ địa mà chống lại điều kiện bất lợi của môi trường. Thì khi đưa cái hột lúa ra đồng ruộng đó, thì chúng ta phải làm sao đảm bảo cái môi trường sống của cây lúa nó được thuận lợi nhất, chứ không nên là thử thách nó, tức là đừng nghĩa là dạ mặn, nghĩa là không nên có mặn phèn ít nhất, và đừng để nó bị ngộ độc hữu cơ, và đồng thời chúng ta chọn cái thời vụ mát mẻ để chúng ta đưa nó xuống, rồi sau đó bà con nghĩa là ngăn chặn đừng để cho dịch hại tấn công nó, chẳng hạn như cả cỏ dại và cả luôn dẻo bu vàng, thì như vậy thì chúng ta sẽ có cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ. Giang xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Còn bây giờ sẽ là giờ phút mà quý khán giả đang rất là hồi hộp, đó là giờ phút công bố ba khán giả nhận được quà của nhà tài trợ công ty Tân Thành vì có những câu hỏi hay. Ba khán giả đó có tên như sau: một là khán giả Trần Văn Ngữ ở Dòng Riền, Kiên Giang, điện thoại là
0919283505. Khán giả thứ hai là Nguyễn Tấn ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, điện thoại cuối điện thoại là 0622215318. Và ba là khán giả Võ Văn Lắm ở Chợ Mới An Giang, điện thoại là 0168266601. Thưa ba khán giả đã nhận được quà của nhà tài trợ thì xin vui lòng là chờ đợi chúng tôi trong vòng là 7 giờ đồng hồ thôi. Thì xin lỗi là 7 ngày đúng không? 7 ngày. Khi Ngọc Quang nói là 7 giờ đồng hồ là kỹ sư Trần Thị Bích Trân là tròn phe rồi mắt liền. 7 ngày thì công ty Tân Thành sẽ trao quà đến tận nhà cho ba nông dân đã được công ty Tân Thành chọn là những khán giả có câu hỏi hay gửi tới chương trình. Đến đây thì Ngọc Quang xin được thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến quý diễn giả cũng như bà con nông dân đã dành thời gian đến tham gia trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời chân thành cảm ơn đến công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Thành đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện thành công chương trình này. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chương trình tháng sau.